Vào video thì bạn nào đang có nhu cầu mua Robux giá rẻ và các dịch vụ về Block Root và anh Mime Defender thì hãy đến Robux Super nhà. Link mình để dưới phần bình luận. Nick's not surprised. Tôi phát hành rồi. Cứu. Mọi em chung rồi. Cứu tao phát nào. Mẹ em vẫn như nhà mắt. Thì tôi chơi thử thức cầm bằng mới chỉ được mỗi 3 ngày thôi. Không 2 ngày chứ 2 ngày. Em nói tôi phát thì tôi học không biết gì được của 2, 3 thôi. Đây tôi nhả nha. Tôi chơi trên mệt trọi thì nó sẽ nhiều lỗi. Thôi tại vì tôi nhớ cho nhắn em gì thì sẽ bị đôi không biết gì đó. Sợ sẽ vượt qua. Nó đéo gì hết. Nó phải cầm bút đẹp mịn gì kìa. Nó có thể hiểu là nó sẽ bị đi. Anh em muốn chơi thì tôi cũng không có lý phí để quay video. Cũng để có đây nhá, để làm đây nhá. Tôi không nọ bất cứ bàn phím. Bàn phím cái gì? Không. Chúng ta thấy cả. Nếu tôi chỉ thấy cần MC đã. Không, MC có thằng kia. Cái đéo rồi, nhẹ thằng chó là lên rồi. Thì bốc thì nó sẽ tầm cho tầm khoảng là 30-20 tốc độ chạy. Thế tôi thấy nó bình thường, giống như lúc tôi mới chơi. Nhận ra là máy tôi đã đủ 60 FPS. Đã đủ 60 FPS.
Tôi nghĩ là thằng chơi tao thì gọi luôn từ mấy tháng trước. Tôi thì nếu thắng trận nào nhưng mà tôi chỉ không có hai lại bà kiểu mà thằng này kiểu thôi. Nhưng mẹ mạn cho anh em chưa biết thì mạng tôi thì dùng tầm mạng tôi dùng bằng điện thoại đây không phải smart ở nhà mạng nhà không có mẹ ăn từ lúc chửi với em tay cầm mẹ chạy phun mẹ đứa cứu ta phát cứu luôn mẹ nhảy cũng cặp mẹ thằng xin tìm mày xin ta thôi mà ôi giời ơi mẹ thôi kêu mẹ chúng gì vậy có gì nữa? Ơ, có đi. Không nhẹ lắm. Có gì không? Đồ chưa uống một miếng nước.